khi mình tập cái này thật thì tập cho tốt, nói chung là thật đang đúng đó. Còn cái đứa mà hướng dẫn thì nó cứng nhắc à, mà chỉ muốn là nhỏ từ làm sao hơn nữa cho nó cái này là khi người nữ cái ngực to nhỏ là không được ép được thỏng, nếu nó to thì phải để ra ngoài không cho phép như này, là khi cú xuống để đổ người thả lỏng tự do. Cái này là cái hai cái nhóm có nhóm chân có nó đổ người là nó nhóm, trong khi con nó không có được nhóm, nó thì dùng lực còn đổ người nó dùng lực để vậy đó. Cái tay là nó ép cái lồng ngực cho nên nó mới chạy vô ngực để thả tự do.
do con chim nó bay lên trời, bằng nước khỏi nó bay lên trời. Con đầu chim cũng được, con đầu chim cũng được. Cái là gì? Mong mình sẽ bắt đầu bưng nhọn dừa lên nhau. Cái này là mình đầu tiên sắp cái mình này, sắp cái mình trúng cái chân lớn của mình sắp là tại vì nó có cái hạt ép cái khí mà khí nó dồn lên của mình, mình không được cho cái chân đụng đến cái mong thả được sự hạnh phúc.
khi múa thì nó lại nó thay đổi, nó xoắn cái này nhiều thì khí nó vô ngực nhiều hơn, giữa lúc tập thì cái ý vậy như thế nào. Khi xuống cái này nó úp xuống dài, cái này xoắn gì nha, để ta nên thế. Rồi nếu mà làm dài thì cái tay nó không móng nó không có vô được. Rồi xuống căng cái này vào, nhìn từ đầu mình xoắn ra đó được không? Bây giờ nó mới móng cho ngon mà vô cái được bên này nhiều hơn. Sợ đấy. Qua bên này bắt đầu từ bên này xoắn dài, bên này xoắn dài xuống xuống. Mong nó có kỹ thuật đứng xéo như nè, chứ không phải đứng hai đứng xéo như cái sườn nó to, tức là cái chân phía ngoài nó co nhiều hơn cái chân trong, nên là có cái biến với mình nó có thiếu nó nhiều. Rồi thì xong là thứ tám là bước tới là thả chân luôn. Cái đầu nhìn lên trước ấy, không có ngó thẳng, nhìn trước thẳng cổ. Đó, càng nhìn càng tâm càng quay. Đó, nó đã xong càng nhìn nó tốt. Áp rút lên. Từ phần sẽ kéo. Lật. Ngó theo cái
dấu lịch xoay, người nữ muốn bố thành thì mình có tâm sáng tả rồi sau khi chứng chúc người chủ nha cái nội bút ra cho các em chúc mười một nè tay đưa ra nha, đứng xuống nha, có nó phải có cái đứng nha, đứng đầu này Hãy
nhiều vòng bên này có cái chuyện này đấy, à, nó này, đúng không?